Trời ơi, cô mua cái gì cho tôi ăn mà tôi đau bụng dữ thần vậy hả? Thì con xuống chung cư con thấy bán gì con mua thôi, chứ con mua gì bậy bạ đâu. Trời ơi, chắc tôi chết quá, tôi đau quá trời quá đất. Trời trời trời, mua ăn cho cố vô rồi giờ than đau bụng, không hiểu nổi mẹ luôn á. Mệt. Trời ơi, tôi phải về quê thôi, ở đây chắc tôi chết quá. Ở quê có gì thì còn ý ới người này người kia được, ở đây có chuyện gì tôi không biết gọi ai hết. Thì mày gọi cho anh Quý đi. Tôi gọi nó mấy chục cuộc rồi, nó có nghe đâu, nó giận tôi. Trời đất ơi, sao mà tôi đau quá. Cô coi, chạy đi mua thuốc giùm tôi đi, tôi chịu hết nổi rồi. Thôi được rồi, con đi mua liền. Mà mẹ phải đưa tiền đây con mới đi mua được chứ. Tiền, tiền ở trong bóp, cô đi lấy đi. Mệt ghê. Con đi mua thuốc nha mẹ.